Mọi người ơi, em vừa lấy nhân sâm tươi về nhá. Nhân sâm Hàn Quốc tươi. Bây giờ em sẽ bóc hộp ra cho mọi người xem. Hàng rất là đóng cẩn thận. Hàng chuẩn nhá, hàng xách tay vận chuyển bằng máy bay về Việt Nam. Họ đóng rất là cẩn thận. Có bao bì nhãn mác này. Đó là nhân sâm tươi này. Do hãng vận chuyển hàng không của Hàn Quốc. Hàng cực chuẩn luôn.